Thịt dê là đặc sản của vùng núi Ninh Bình, có đặc trưng săn chắc, ít mỡ và có vị thơm. Dê cuộn mỡ chài là món ăn có hương vị độc đáo không thể bỏ qua khi có dịp đến thăm mảnh đất Ninh Bình. Tinh hoa của món ăn là sự tổng hòa từ vị ngọt tươi của thịt dê núi, hoa quyện cùng sự ngậy béo của mỡ chài, hương vị ấm nồng của than tràm. Thêm chút thơm nồng của gia vị làm nên hương vị khó quên cho món ăn. Vị ngọt thơm, ngậy béo của dê cuộn mỡ chài thích hợp khi được thưởng thức cùng món salad trứng cua thanh mát. Những món ăn thể hiện sự tinh tế và tài hoa, mang đến những cảm nhận thú vị và độc đáo.